Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tin nóng showbiz ngày hôm nay, sao nam trầm cảm, Nhất Bác có quảng cáo mới, lệ nhịn cứu vớt Vũ Chính, Thái Tử Khôn gây sốt mạng xã hội. Showbiz hôm nay có gì, cùng điểm lại một số tin tức tiêu biểu tại bài viết này. Hình ảnh mới nhất của Vương Nhất Bác ở trường quảng cáo cho một thương hiệu. Mới đây, Trương Tịnh Nghi tung bộ ảnh mừng ngày sinh nhật tuổi 23, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen của netizen nhờ nét đẹp trong trẻo, dịu dàng. Dưa, tin TFBOYS chuẩn bị ra bài hát mới chỉ là tin cư dân mạng tự tung ra. Trong nội bộ làng giải trí chưa từng tuôn ra tin tức này. Dưa, chủ lời diện là diễn viên hot, nhận được chú ý cao hiện giờ, vừa có các dự án thương mại, nhiều show truyền hình đang kêu gọi đầu tư. Mới đây, Dương Địch đã đăng Weibo thông báo anh đã nhận được chứng chỉ hành nghề MC, đúng là không ngờ đến, tháng 10 năm ngoái làm tôi lo lắng dễ sợ. Trời cao không phụ người có lòng, Dương Địch, cậu là thần của tôi đó, tôi cũng là một người có chứng nhận rồi. Hôm qua, Dương Mịch trong khi quay trốn thoát khỏi mật thất đã gặp sự cố ngoài ý muốn, phải khâu ở mí mắt. Tuy phòng làm việc đã lên tiếng trấn an fan rằng tình hình đã ổn định, nhưng có tin đồn vết thương của Dương Mịch không hề nhẹ, khiến cô phải rút khỏi dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Tuy nhiên sau đó nhà sản xuất phim đã lên tiếng phủ nhận. Dưa, Hồ Xuân Dương đang bị trầm cảm, cậu ấy muốn hủy hợp đồng với công ty nhưng lại không bồi thường nổi. Dưa, cô tình ý trước đây đã từng học chuyên ngành về trang điểm, cô ấy cũng vẽ rất đẹp. Địch Lệ Nhiệt Ba tạo hình Lam Y hậu trường bộ phim An Lạc Truyện. Bộ ảnh Lâm Duận tạo hình cổ trang thời Đường vừa mới tung hôm nay. Hình ảnh Trần Kiều Ân tham gia sự kiện lễ trao giải Đài Bắc Điện ảnh Tiết lần thứ 24 diễn ra mới đây. Thái Tử Khôn trên bìa tạp chí Elle tháng 8/2022. Mới đây, cư dân mạng phát hiện dự án Hồi Lang Đỉnh tụt điểm Douban xuống 4.0, phim mở Douban 4.3 với hơn 8.000 vote, đến lượt vote lên đến 18.000 thì điểm tụt xuống 4.0. Theo nguồn tin được đưa ra, sau chuyện ngày đi xuống, Vũ Chính đang muốn mời chủ lời diện hợp tác chung để cứu vớt danh tiếng. Thời gian gần đây, nàng Thiệu Hoa 8X và vị biên kịch vàng thường xuyên đi ăn cơm cùng nhau. Tuy nhiên, dân mạng lại cho rằng đây chỉ là cuộc gặp mặt của bạn bè thân thiết. Trước đây, Vũ Chính là người đã có công nâng đỡ chủ lời diện ở dự án Lục Trinh Truyền Kỳ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.